Chương trình ngày hôm nay sẽ vào với tiết mục là tài chính căn bản, dịch đết vô đết. Tài chính căn bản, dịch đết and vô đết. Cha giàu, tựa đề, tựa Việt, cha giàu cha nghèo, tác giả Robert Kiyosaki Sharon Lecter. Người môi giới là tai mắt của bạn trên thị trường. Họ thay ta nắm bắt thị trường hàng ngày và họ ta có thể đủ thời gian để chơi gôn. Ngoài ra, những người trực tiếp bán nhà của mình thường khó có thể định giá bất động sản của mình được. Đã vậy thì tại sao không thể bỏ ra một ít tiền dùng nó để đổi lấy một khoảng thời gian dùng thời gian đó để kiếm được nhiều tiền hơn? Tôi cảm thấy rất lạ rằng rất nhiều những người nghèo hoặc những người trung bình lại dám bỏ ra 15 đến 20% tiền hoa hồng cho dịch vụ ở nhà hàng, dù phục vụ ở đó chẳng ra gì, nhưng lại hay phàn nàn phải chi trả cho người môi giới với khoảng 3% đến 7% số tiền. Họ thoải mái khi bỏ ra số tiền hoa hồng để phục cho số phục vụ, nhưng lại rất khắt khe đối với những người giúp họ trong những vụ làm ăn lớn. Làm như vậy về mặt tài chính mà nói, hiển nhiên là không thông minh chút nào cả. Bởi vì nhưng cũng cần phải chỉ ra rằng năng lực của mỗi người môi giới hoàn toàn khác nhau. Điều bất hạnh là hầu hết người môi giới chỉ lại là những người bán hàng, nhất là những người môi giới về bất động sản, bán nhà, nhưng bản thân họ lại rất ít, thậm chí là chẳng có ngôi nhà nào cả. Cần biết rằng giữa người môi giới bất động sản và những người môi giới đầu tư có sự khác nhau rất lớn. Với những người môi giới cổ phiếu tự xưng là chuyên gia thiết kế tài chính, các nhà môi giới chứng khoán, ngân phiếu, bảo hiểm cũng như vậy. Sử dụng bừa bãi những người môi giới không đúng nghề nghiệp chẳng khác gì chuyện trong trong chuyện nhi đồng. Ta phải hôn rất nhiều con ếch thì mới tìm ra một hoàng tử vậy. Điều đó là không đáng một chút nào cả. Nghe không cả nhà? Hãy ghi nhớ một câu cách ngôn xưa: nếu bạn cần một quyển bách khoa toàn thư thì đừng bao giờ đi hỏi một người bán sách giáo khoa toàn thư. Nếu bạn cần một quyển sách giáo khoa toàn thư thì đừng bao giờ đi hỏi người bán sách giáo khoa toàn thư. Bất kỳ một chuyên gia nào trong lĩnh vực vui chơi có thưởng, trước tiên tôi phải làm rõ tỷ lệ khoản thuế phải nộp và những tài sản là và những thì tôi phải làm rõ những khoản thuế phải nộp phải nộp và những tài sản cổ phiếu mà họ có là bao nhiêu. Cách làm này cũng thích hợp với việc lựa chọn những luật sư về thuế và kế toán của tôi. Tôi có một cô kế toán, cô ta rất quan tâm đến sản nghiệp của mình. Nghề nghiệp của cô là kế toán nhưng cô vẫn kinh doanh bất động sản. Tôi cũng đã từng thuê một kế toán của một xí nghiệp nhỏ nhưng anh ta không có bất động sản. Cuối cùng tôi đã sa thải anh ta bởi vì chúng tôi không cùng sở thích, cùng lĩnh vực. Cần tìm ra một người môi giới quan tâm đến lợi ích của bạn. Rất nhiều người môi giới chỉ biết bỏ thời gian ra để dạy bạn. Nhiều môi giới biết bỏ thời gian ra để dạy bạn, vậy họ có một tài sản tốt nhất mà bạn tìm thấy được. Bạn đối xử với họ công bằng thì họ cũng rất công bằng với bạn. Nếu bạn luôn tính toán để giảm bớt tiền lương của họ thì họ sẽ dựa vào cái gì tự nguyện làm hết lòng cho bạn đây? Đó là một logic rất cơ bản. Như trên đã nói, quản lý nhân sự là một trong những kỹ năng quản lý quan trọng nhất. Rất nhiều người chỉ biết quản lý những việc kém thông minh hơn hơn mình hoặc khả năng hoặc hoặc năng lực không bằng mình và cứ thế làm việc của họ thôi. Rất nhiều người chỉ biết quản lý những người kém thông minh hơn mình hoặc năng lực không bằng mình và cứ thế làm việc mà với họ. Rất nhiều nhân viên quản lý bậc trung chỉ dừng lại ở mức đó mà không thể nào nâng cao lên được, bởi vì họ chỉ biết làm như thế là để làm việc với người khác.
chức vụ thấp hơn mình chứ không suy nghĩ làm thế nào để làm việc với những người có chức cao hơn mình. Một kỹ năng thực sự là biết quản lý những người thông minh. Nhiều nhân viên quản lý bậc trung chỉ dừng lại việc đó mà không thể nào nâng cao hơn được, bởi vì họ chỉ biết làm việc, làm những việc tốt hơn mình. Một kỹ năng thực sự biết quản lý những người thông minh hơn mình trong một lĩnh vực là kỹ thuật nào đó, trả lương xứng đáng cho họ lĩnh vực nào đó và trả lương kỹ thuật cho họ. Đó là lý do tại sao các công ty phải phải có một ban cố vấn. Bạn cần phải phải có những cô như vậy. Đó cũng là một tài năng của bạn. Hãy tìm một người in bia tặng quà. Một người đó là sức mạnh của sự vô tư. Khi những người da trắng đầu tiên tiến đến định cư ở châu Mỹ, họ rất sửng sốt với việc và không thích ứng được với nền văn hóa của người da đỏ ở đây. Ví dụ, khi thấy một người da trắng bị lạnh, người da đỏ sẽ đưa chăn cho anh ta đắp. Những người da trắng này lại tưởng nhầm đó là một phần thưởng, nên khi người da đỏ đòi lại chăn, người da trắng cảm thấy không vui. Người dân đỏ Indian cảm thấy thất vọng vì họ phát hiện ra người da trắng định cư ở đó không muốn trả chăn cho mình. Đây là lý do nguồn gốc của câu nói người Indian tặng quà. Nó cũng đại biểu cho sự hiểu lầm văn hóa đơn giản. Người đỏ gây thất vọng vì họ đã phát hiện ra những người da trắng định cư ở đó không không muốn trả chăn cho mình. Thế thì trong lĩnh vực những vụ làm ăn tài sản, đối với việc giành được sự giàu có thì việc người da đỏ tặng quà rất quan trọng. Vấn đề hàng đầu của một nhà đầu tư giỏi là cần bao lâu để lấy lại những tiền đầu tư. Họ muốn xác định kiếm được bao nhiêu trong vụ đầu tư của mình. Đó là nguyên nhân vì sao tiền lời đầu tư lại quan trọng như vậy. Ví dụ, tôi tìm thấy một lô đất bị tịch thu thuế, một tịch thu để thế lợi cách nhà mình một vài dãy phố. Ngân hàng đòi giá 60.000 đô, tôi trả giá 50.000 đô, họ chấp nhận. Đơn giản vì khi mua, tôi đưa ra một tấm séc 50.000 đô. Biết rằng tôi là người thực lòng muốn mua, hầu hết những ngày tôi sẽ nói, chẳng phải là ngài ứ động một khoản tiền mặt quá lớn ư? Thay bằng một giấy báo nợ có phải tốt hơn không? Câu trả lời là không thể như vậy được. Tuy nó có lý, công ty đầu tư của tôi dùng chỗ đó làm nhà cho thuê nghỉ đông. Những người khách từ phương Bắc nghỉ xuống nghỉ đông, giá thuê là 2.500 đô một tháng và duy trì giá này được 4 tháng. Vì vậy trong 3 năm tôi đã thu thuê giá 1.000 ba tháng và những tháng còn lại được thuê với giá 1.000 đô một tháng. Trong 3 năm tôi thu hồi được vốn bỏ ra lúc ban đầu. Hiện nay tôi vẫn sở hữu tài sản và hàng tháng nó vẫn mang lại cho tôi một khoản tiền. Chính vì có vậy, người môi giới thường xuyên điện thoại cho tôi khuyên nên huy động một khoản tiền tương đối lớn lớn để mua cổ phiếu của một công ty mà anh ta cho rằng nó sẽ tăng giá lên. Ví dụ như cổ phiếu của một công ty đang có một sản phẩm mới chẳng hạn, tôi sẽ chuyển tiền vào nó trước khi cổ phiếu tăng giá khoảng 1 tuần đến 1 tháng. Sau khi thu được lợi nhuận, tôi rút vốn bỏ ra ban đầu và chẳng phải lo lắng về sự dao động của thị trường. Sau khi thu được lợi nhuận, tôi rút vốn bỏ ra ban đầu về và chẳng nó phải lo lắng về dao động của thị trường. Chính vì vốn đã được rút ra và mang đầu tư vào nơi khác rồi, vì vậy số tiền luôn được quay vòng. Và cuối cùng, về mặt kỹ thuật mà nói, tôi sở hữu một khối tài sản hoàn toàn tự do. Thực ra trong rất nhiều trường hợp tôi bị mất tiền, nhưng tôi luôn làm một nhà nghiên cứu tặng quà rất mạnh có sự vô tư.
cần phải bao lâu thì mới lấy lại vốn đầu tư, họ muốn xác định kiếm được bao nhiêu trong vụ đầu tư của mình. Đó là nguyên nhân vì sao lời đầu tư ban đầu lại quan trọng như vậy. Họ muốn xác định kiếm được bao nhiêu tiền, bao nhiêu trong vụ đầu tư của mình. Đó là nguyên nhân vì sao lời nguyền đầu tư lại quan trọng đến như vậy. Ví dụ, tôi tìm ra một lô đất đã bị tịch thu để thế lợi bằng cách nhà khoảng một vài dãy phố, ngân hàng đòi 60.000 đô. Tôi ra giá 50.000 đô và họ chấp nhận. Đơn giản vì khi mua tôi đưa ra một tấm séc 50.000 đô, họ biết rằng tôi là người thực lòng, tôi là người thực lòng muốn mua. Hầu hết các nhà đầu tư sẽ nói chẳng phải đây là ngày ứ động một khoản tiền mặt quá lớn hay quá lớn, thay bằng một giấy báo nợ có phải tốt hơn không? Câu trả lời là không thể như vậy được. Tuy đất quản lý công ty đầu chẳng phải ngày ứ động một khoản tiền mặt quá lớn ư, thay vào đó một giấy báo nợ có phải tốt hơn không? Câu trả lời là không thể như vậy được. Tuy là đất quản lý công ty đầu tư của tôi dùng chỗ đó làm thu hồi được vốn ban đầu, hiện nay tôi sở hữu một tài sản và hàng tháng nó vẫn mang lại cho tôi một khoản tiền. Trên thị trường cổ phiếu cũng vậy, người môi giới thường xuyên là tôi khuyên tôi huy động vốn này. Thực ra trong rất nhiều trường hợp tôi bị mất tiền nhưng tôi lại luôn gánh chịu sự mất mát đó. Tôi cũng bị mất tiền nhưng tôi luôn gánh chịu sự mất mát đó. Tôi nghĩ bình quân cứ cứ trong 10 hạng mục đầu tư tôi sẽ thắng được từ 2 đến 3 mục, 6 năm đến 6 mục hòa vốn và 2 đến 3 mục lỗ vốn. Nhưng tôi chỉ giới hạn số tiền bị thua lỗ trong phạm vi số tiền mà tôi có lúc đó. Đối với người không ưa mạo hiểm mà nói, họ gửi tiền vào ngân hàng về lâu thì dài thì có tiết kiệm vẫn hơn là không có. Nhưng làm vậy có phải mất rất nhiều thời gian mới thu được vốn, bạn chẳng dễ dàng gì mà nhận lại được. Trong trong mỗi lần đầu tư của tôi thường có một số mặt không được lợi nhuận gì cả, ví dụ như một kho hàng nhỏ, một mảnh đất, một ngôi nhà, một cổ phần chứng khoán hay là một tòa nhà lớn. Nhưng những vụ như vậy rủi ro rất rất thấp. Nguyên nhân của chuyện này là có nhiều cuốn sách đề cập đến, tôi không nhắc lại nữa. Ví dụ như ông chủ tập đoàn McDonald nổi tiếng chuyên bán bánh hamburger, chẳng phải vì ông thích ăn loại bánh đó mà là có được đặc quyền kinh doanh mặt hàng đó. Và vì ông thích ăn mặt đó mà con mặt đó. Nhà tư khôn ngoan không nên chỉ nhìn vào tiền lời đầu tư mà phải thấy rằng một khi đã thu hồi tiền về, bạn phải có thêm những tài sản mới mà không phải mất tiền. Như vậy mới gọi là có sự thông minh về tài chính. Vì vậy, như là tôi hoan không nên chỉ nhìn vào tiền lời đầu tư mà phải thấy rằng một khi đã thu hồi tiền về, bạn phải có thêm những tài sản mới mà không phải mất tiền. Như vậy mới gọi là có sự thông minh về tài chính. Dùng tài sản mua sắm xỉ phẩm sức mạnh của việc tập trung. Con một người bạn của tôi có thói quen tiêu tiền rất xấu, mới 16 tuổi mà đã một ô tô riêng. Lý do là tất cả bạn bè của cha mẹ đều đã mua xe cho rồi. Thằng bé muốn lấy số tiền tiết kiệm dành cho học đại học của nó sau này để trả tiền mua xe. Hơi lần đầu người cha cậu gọi bé gọi điện cho tôi, theo anh tôi có nên cho phép cháu làm như vậy không? Có thể như vậy sẽ làm giảm áp lực cho anh trong thời gian ngắn, tôi trả lời. Nhưng về lâu dài thì sẽ dụ nó được điều gì đây? Liệu anh có thể dùng ngay sự mong muốn có một cái xe của nó để khích lệ nó học một cái gì không? Không đúng không ạ? Bạn tôi thấy ý tưởng đó thật là tuyệt, liền về nhà ngay. 2 tháng sau tôi gặp người bạn ấy, tôi hỏi con trai anh có xe mới chưa? Con trai anh có xe mới chưa? Thì chưa có. Nhưng tôi cho cháu 3.000 đô và tôi bảo cháu rằng con có thể thức tiền của ba nhưng không được động tới khoản tiền để học đại học. Anh thật tập đoán tôi nói cũng chưa hẳn thế, số tiền này chỉ dùng để ràng buộc nó. Tôi nghe là anh đã lợi dụng ngay sự ham muốn của cháu để thúc nó phải học thêm một vài thứ gì đó. Sự ràng buộc đó là gì vậy? Tôi hỏi. Trước tiên chúng tôi cùng chơi một trò chơi vòng quay tiền mặt của anh.
Tôi thoát rất lâu về sử dụng đồng tiền thế nào cho thật khôn ngoan. Sau cùng tôi đưa cho nó một hợp đồng đặt tờ báo tại Wall Street Journal dài hạn và một số sách báo nói về thị trường cổ phiếu, cháu có nhận không? Rồi sau nữa tôi nói với cháu rằng 3.000 đô của cháu không đâu còn là của cháu, nhưng không dùng số tiền đó để mua xe mà dùng để đầu tư cổ phiếu để tìm được một người môi giới cổ phiếu cho mình. Khi nào khi hiếm kiếm được 6.000 đô từ 3.000 đô thì có thể dùng số tiền đó để kiếm tiền mua xe hơi, còn 3.000 tiền vốn vẫn phải dùng để học đại học sau này. Kết quả cùng sao, ban đầu thật may mắn nhưng ít ngày sau thì nó mất sạch tiền lời. Bắt đầu hứng thú đến nay nhưng mà tôi nghĩ nó có thể đã mất 2.000 đô, nhưng càng là hứng thú hơn. Chẳng những nó đã học hết, đọc hết các sách báo tôi đưa cho nó mà còn tới tiếp việc đọc thêm nhiều cuốn khác nữa. Nó đọc ngấu nghiến The Wall Street Journal, quan tâm tới thị trường thay vì xem các tiết mục MTV. Nó đã xem hết các tiết mục quảng cáo trên TV, đến nay chỉ còn 1.000 đô nhưng hứng thú và niềm đam mê học tập của nó lại rất là cao. Nó biết rằng nếu như mất hết số tiền kia thì 2 năm nữa nó có thể không có xe đi, nhưng có vẻ như nó không quan tâm đến chuyện đó nữa. Thậm chí nó còn hứng thú với chuyện nó không còn hứng thú với đua xe vì nó phải là một trò chơi còn hứng thú hơn rất nhiều. Nó mất hết số tiền rồi sao, nếu khó khăn thì phải vượt qua khó khăn. Thà rằng nó mất hết lúc này còn hơn là để đến lúc bằng tuổi chúng ta bây giờ mới mạo hiểm và mất tất cả và lại số tiền 3.000 đô đó. Tôi cho là số tiền tốt nhất mà tôi dùng để đầu tư cho việc học tập của nó. Nhưng điều nó học được qua vụ này là sẽ giúp ích nó suốt đời. Và lại số tiền 3.000 đô đó tôi nói tôi dùng để đầu tư cho việc học tập của nó, nhưng điều nó học được qua vụ này giúp ích nó cả đời. Nó có vẻ như còn biết tôn trọng hơn sức mạnh của những gì tiền bạc những gì có được từ tiền bạc. Tôi nghĩ nó sẽ không còn tiêu tiền một cách bừa bãi nữa. Trong phần phải chi trả cho mình trước, tôi đã nói đến chuyện nếu một người không có năng lực và kỷ luật thì tốt nhất chớ nên làm giàu, bởi vì về mặt lý luận mà nói, việc tài sản đẻ ra tiền là chuyện rất dễ dàng, nhưng có ý chí để điều khiển đồng tiền mới là chuyện khó. Tôi đã nói là chuyện một người không có năng lực kỷ luật thì tốt nhất là chớ nên làm giàu, bởi vì về mặt lý luận mà nói, việc tài sản đẻ ra tiền là chuyện rất dễ dàng, nhưng có ý chí để điều khiển đồng tiền mới là chuyện khó. Do có vô vàn những cám dỗ từ bên ngoài tác động đến nên trong thế giới những người tiêu dùng ngày nay, việc vung tay tiêu tiền là việc quá dễ dàng. Với người có ý chí yếu đuối thì khó khăn cản được việc tiền bạc chảy ra ngoài. Đó chính là nguyên nhân làm cho hầu hết người ta lâm vào cảnh nghèo túng và khó khăn về tài chính. Tôi đã đưa ra nhiều ví dụ về tài năng tài chính, nhưng ở đây tôi muốn đưa thêm ví dụ nói về năng lực điều khiển tiền bạc mới chính là năng lực tiền để ra tiền. Giả sử vào đầu năm tôi cho 100 người mỗi người 10.000 đô, tôi nghĩ rằng đến cuối năm sẽ xảy ra các tình trạng sau: 80.000 người sẽ không còn đồng nào cả. Sự thật sẽ có nhiều người phải mắc nợ vì dùng số tiền này để mua xe mới, tủ lạnh, tivi, máy ghi hình hoặc đi nghỉ. 16 người sẽ tăng số tiền đó lên 5%, hoặc 4 người sẽ tăng lên được 1 vạn đến 2 vạn hoặc hàng triệu đô la. Chúng ta thường học để lấy một kỹ năng nào đó, nhưng như vậy chúng ta có thể làm việc vì tiền. Nhưng quan điểm của tôi, học học để làm cho tiền làm việc cho mình mới là quan trọng. Cũng như mọi người khác, tôi cũng rất thích hàng xa xỉ phẩm, nhưng khác nhau ở chỗ một số người mua hàng xa xỉ phẩm bằng thẻ tín dụng để rồi rơi rơi để rồi rơi vào cảnh nợ lần. Còn tôi, khi mua một chiếc xe Porsche mới, phương pháp đơn giản nhất là gọi điện cho ngân hàng để họ chi trả trong tài khoản của mình. Nhưng thực tế tôi không làm như vậy. Tôi chọn là tập trung vào các nguồn tài sản nào là tài sản của mình chứ không vay nợ. Nhưng thực tế, một thói quen tôi biến
Tôi biến những mong muốn được tiêu tiêu xài thành nguồn cảm hứng, kích thích tài năng đầu tư bẩm sinh để tiến hành đầu tư. Ngày nay chúng ta thường vay tiền để mua một thứ gì mà chúng ta muốn, chứ không phải là tập trung sức chú ý của mình để tạo ra tiền bạc. Xem ra trong thời gian ngắn làm như vậy thì rất dễ dàng, nhưng về lâu dài, vấn đề sinh dù là cá nhân hay quốc gia nào đó thì việc điều nó có hay nhớ rằng con người dễ dàng nhất thường càng đi cùng với khó khăn hơn. Con đường khó khăn thì lại càng đi thì lại càng dễ dàng. Nếu bạn có thể huấn luyện mình và người thân của mình thành một người làm chủ tiền bạc càng sớm thì càng tốt. Tiền bạc rất có sức mạnh, nhưng nó có thể bỏ qua bạn. Nếu bạn không có sự sáng suốt đối với tiền bạc thì bạn sẽ phải làm việc suốt đời vì nó. Muốn trở thành người làm chủ tiền bạc thì bạn phải khôn ngoan hơn nó. Khi đó nó sẽ làm việc theo ý của bạn, phục vụ cho bạn, và bạn làm chủ nó chứ không phải làm nô lệ cho nó. Đó chính là sự thông minh tài chính, sùng bái anh hùng, sùng bái cả anh hùng sức mạnh của thần thoại. Khi tôi còn trẻ, bài học số 9, sùng bái anh hùng sức mạnh của thần thoại. Tôi cần bái Willow May, Hank Aaron, Yogi Berra là những anh hùng trong tâm trí tôi. Là một đứa trẻ, tôi mong muốn được như họ. Tôi rất trân trọng tài năng của họ và muốn biết tất cả những gì liên quan đến họ. Tôi nhổ được điểm bình quân mà họ ghi trong các trận đấu, biết được họ kiếm ra nhiều tiền và cả những gì họ thể hiện khi còn trẻ. Khi tôi lên 9 đến 10 tuổi, mỗi lần đánh bóng hoặc lên bắt bóng, tôi không còn là tôi nữa, tôi trở thành một Yogi hoặc Hank. Ngày thơ ngày bé, hôm nay nhìn thấy bọn trẻ chơi bóng cạnh nhà, chúng không còn là Johnny bé bỏng nữa, mà là những Michael Jordan, là Ed Clay hay một Clay bắt chước và tranh đua với những anh hùng. Thực sự là một con đường rất học tập rất tốt, cho nên một người như OJ Simpson đánh mất danh dự, rất nhiều người đã cảm thấy rất chấn động và rối rồi không yên. Đó không chỉ là một phiên tòa mà còn sự mất đi cả anh hùng, người đã lớn lên với họ, được ngưỡng mộ, một tấm gương sáng của họ bị bỗng chốc trở thành một con người không còn gì trong lòng họ nữa. Càng lớn lên tôi càng thấy càng có những anh hùng mới trong tim mình, ví dụ như anh hùng chơi golf Peter, tôi bắt chước những động tác của họ, quăng hết mình tập thu thập những tư liệu về họ. Tôi sùng bái những người như Donald Trump, Warren Buffett, Peter Lynch, Jack Shakro và Jim Rogers. Nay tôi đã tuy đã có tuổi nhưng tôi vẫn như hồi trẻ luôn nhớ tới các ngôi sao thuộc Area 23. Tôi làm những gì Warren Buffett chọn, tiến hành đầu tư, còn đọc mọi thứ nói về quan điểm của ông đối với thị trường. Tôi đọc sách của Peter Lynch để hiểu được ông đã lựa chọn cổ phiếu như thế nào. Tôi đọc cả sách của Donald Trump, cố tìm hiểu các kỹ xảo về giao dịch và đàm phán của ông cũng như vào sân bóng. Tôi không còn là tôi nữa, trên thị trường hay lúc đàm phán giao dịch, tôi quyết làm được như Donald Trump. Khi phân tích một tình thế nào đó, tôi đọc các suy nghĩ của Peter Lynch qua mô phỏng của các hình tượng. Những anh nhân vật anh hùng không chỉ khích lệ tôi, họ họ còn có thể làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Chính vì vậy họ đã khích lệ chúng ta làm được như họ, nếu họ làm được ta cũng làm được. Trong các vấn đề đầu tư, rất nhiều người luôn cảm thấy khó khăn, làm việc tìm hiểu và học tập các anh hùng sẽ làm các việc đó dễ dàng hơn. Trong việc đầu tư, rất nhiều người luôn cảm thấy khó khăn mà việc tìm hiểu và học tập các anh hùng sẽ làm cho việc đó dễ dàng hơn. Cho đi trước và nhận lại sau, sức mạnh của việc cho đi. Hai người cha của tôi đều là giáo viên,
Người cha giàu của tôi có kinh nghiệm mà tôi mang theo suốt đời, đó chính là tính tất yếu của lòng từ thiện. Ông cha học thức cao, người cha học thức cao của tôi lại dành rất nhiều thời gian để truyền thụ tri thức cho tôi, nhưng hầu như ông không bao giờ cho tiền cả. Ông thường nói nếu ông dư tiền ông sẽ cho, nhưng ông lại rất ít khi có dư tiền. Người giàu cho cả tiền bạc và cả giáo dục, xã hội. Ông tin tưởng rằng chắc chắn mà nói nếu nếu như bạn muốn nhận lại được, trước tiên bạn phải cho đi đã. Ngay cả khi ông thiếu tiền, ông vẫn liên tục đóng góp cho nhà thờ và các tổ chức từ thiện xã hội. Nếu tôi có thể đưa ra cho bạn một lời khuyên thì đó là câu nói trên: nếu bạn cảm thấy mình đang thiếu thận hay là cần cái gì đó, trước tiên hãy nghĩ đến việc cho đi đã. Chỉ có cho đi trước mới nhận lại. Nếu bạn muốn là chứ mà cho đi đã, ngay cả khi ông thiếu tiền ông vẫn đóng góp cho, nhận được, dù là tiền bạc, một nụ cười, một tình yêu hay tình bạn đều như vậy cả. Tôi biết người ta thường gạt chuyện này sang này về phía sau cùng, nhưng thực tế tôi tin sự chính xác của quy luật có đi có lại. Tôi bỏ tiền ra cho những gì tôi muốn. Tôi muốn có tiền nên tôi đã phải cho người khác tiền để rồi thu lại nhiều tiền hơn. Nhiều lần hơn, tôi muốn làm ăn buôn bán nên tôi giúp người khác buôn bán. Như vậy tôi cũng có thể buôn bán luôn. Tôi muốn ký hợp đồng làm ăn cho nên tôi cố gắng hết mình giúp người khác có được hợp đồng, và thật giống trò ảo thuật. Tôi cũng giành được những hợp đồng về tay mình. Nhiều năm về trước, tôi đã được nghe một công nhận nữ rằng thượng đế chẳng chẳng cần được được cái gì cả, nhưng loài người phải cho mọi cái. Người cha giàu thường nói người nghèo tham lam hơn người giàu. Ông giải thích rằng nếu một người giàu có, người đó có thể cho có những gì mà người khác muốn, có thể cho những gì người khác muốn có. Tới tận bây giờ, mỗi khi tôi cảm thấy cần một cái gì đó, hoặc thiếu tiền, hoặc thiếu sự giúp đỡ, thì tôi lại nghĩ xem thực sự là mình cần cái gì, để rồi trước tiên hay vì nó mà cho đi. Và mỗi lần như vậy, tôi luôn thấy được đền đáp xứng đáng. Điều đó khiến tôi nghĩ tới câu chuyện một người ôm một bó củi ngồi một đêm đông bút giá, hét lên một chiếc lò sưởi. Thế bây giờ, mỗi khi tôi cảm thấy cần một cái gì đó, hoặc thiếu tiền, hoặc thiếu sự giúp đỡ, thì tôi suy nghĩ xem thực sự là mình cần cái gì, để rồi trước tiên hãy vì nó mà cho đi. Tôi luôn là đền đáp xứng đáng. Hơi hơi là tâm linh một chút, không khoa học mà chỉ là cảm nhận thôi. Điều đó khiến tôi nghĩ tới một câu chuyện: một người ôm một bó củi ngồi trong đêm đông bút giá lạnh, hét lên một chiếc lò sưởi, hét lên trước một chiếc lò sưởi của em rằng khi nào mày cho tao sưởi ấm thì tao mới cho mày củi. Từ đó suy động ra các vấn đề về tiền bạc, tình yêu, hạnh phúc, buôn bán, hợp đồng. Mọi người cần phải nhớ rằng đầu tiên phải cho đi cái gì bạn muốn, sau đó mới được đền đáp lại gấp nhiều lần. Thường trong quá trình suy nghĩ xem mình cần gì và cho người khác những gì, tôi thường trở nên rất khái phóng khoáng. Tôi mỗi khi cảm thấy người ta không mỉm cười với mình, tôi thường mỉm cười và chào họ trước. Và như có phép màu, sau đó rất nhiều người gặp tôi và là nụ cười quả thật. Trên thế giới này, tấm gương là cho lại mình. Vì vậy, hãy nói rằng cho đi trước và nhận lại sau. Tôi phát hiện rằng càng chân thành dạy những người muốn học bao nhiêu thì đó thì qua đó tôi càng học được nhiều bấy nhiêu. Nếu bạn muốn học được những điều liên quan đến tiền bạc thì trước tiên hãy nói cho người khác biết cách nhìn nhận của bạn, rồi sau đó những tư tưởng mới và những linh cảm tốt sẽ như một dòng nước lũ ào ạt đổ tới bạn. Cũng nhiều khi tôi cho đi nhưng chẳng hề nhận lại được cái gì cả.
được được cái mà mình không muốn, nhưng nó một cách sòng phẳng, phần lớn những gì tôi cho đều nhận lại được cả. Cũng như khi tôi khi khi cho khi tôi cho đi, tôi không hề nhận lại được những gì cả, hoặc được cái mà mình không muốn, nhưng nó một cách sòng phẳng, phần lớn những gì tôi cho đi đều nhận lại được cả. Cha tôi dạy các giáo viên và trở thành một giáo viên hàng đầu được mọi người kính trọng. Người cha giàu của tôi cũng vậy. Ông luôn truyền đạt ông luôn truyền đạt mọi tri thức và kinh nghiệm về kinh doanh cho lớp trẻ, và chính vì vậy ông đã trở nên thông minh hơn. Thế giới này có nhiều thứ sức mạnh lớn hơn chúng ta nhiều. Bạn có thể thành công dựa vào sự cố gắng của mình, nhưng nếu có sự giúp đỡ sức mạnh đó thì bạn dễ dàng thành công hơn và thành công lớn hơn. Điều bạn cần làm là bạn phải cần phóng khoáng với những gì mình có, và như vậy bạn mới nhận lại được những đền đáp xứng đáng. Còn cần thêm gì nữa đây? Ở đây là một số việc phải làm. Có lẽ vẫn nhiều người không thỏa mãn với những bước tôi trình bày ở bên trên. Họ coi những bước này chỉ là một loại tư tưởng chứ không phải là hành động. Có nhiều người muốn làm như vậy chứ không muốn suy nghĩ tính toán. Cũng có người không ít người thích suy nghĩ tính toán chứ không muốn bắt tay vào làm. Còn bản thân tôi vừa thích suy nghĩ tính toán, vừa thích bắt tay vào công việc. Tôi vừa thích những ý tưởng, tôi vừa thích lao vào hành động. Đối với những người muốn bắt tay vào làm thì họ phải bắt đầu như thế nào? Ở đây tôi muốn giới thiệu qua để mọi người tham khảo xem tôi đã làm thế nào. Hãy tạm dừng công việc bạn đang làm, tạm dừng công việc bạn đang làm để đánh giá công việc của bạn đang làm xem hiệu quả ra sao. Việc nào có hiệu quả, việc nào không hiệu quả. Không nên làm những việc, những vụ việc vô bổ và tìm những việc hữu ích để mà làm. Tìm tòi những ý tưởng mới, tôi thường xuyên đến hiệu sách để tìm những chủ trương, những cách làm mới độc đáo khác với mọi người, để từ đó lúc đó ý tưởng đầu tư tôi gọi là cách thức. Tôi đem bán cuốn sách giới thiệu các cách thức này cho những người. Những cách thức này đều là những thứ trước đây tôi chưa từng biết. Ví dụ tôi đọc cuốn sách cách làm để có được 16% lãi suất. Ở hiệu sách tôi đưa về nhà đọc một mạch cho đến hết. Sau đó tôi từng bước làm theo cuốn sách hướng dẫn. Tôi đến văn phòng luật sư để rồi tìm cơ hội phiên giao dịch bất động sản giá rẻ ở ngân hàng. Tôi không thích hành động hoặc là nghe lời người khác mà không có vận dụng bất kỳ cách nào, thứ mới nào học được để mà làm. Chính hàng xóm tôi đã từng nói với tôi là 16% lãi không thể nào được, nhưng tôi không nghe ông ấy vì chính ông ấy cũng chưa có thực tế này. Tìm đến một người đã làm việc bạn đang định làm, có thể người ta nên chưa hỏi một số bí quyết và kỹ năng buôn bán. Hãy nói về quyền lợi giữ thuê 16%. Tôi đến văn phòng thuế vụ, gặp mặt là một nhân viên ở đó. Tôi phát hiện ra bà ta cũng đang đầu tư vào quyền lợi giữ thuế. Thế là tôi mời bà ta về nhà ăn trưa. Bà ta cũng rất vui vẻ, nói cho tôi biết tất cả cách thức liên quan đến loại đầu tư mà bà ta đã biết. Thậm chí khi ăn cơm, bà còn nói suốt cả buổi chiều đến tôi, cho tôi biết toàn bộ quá trình đầu tư. Sang đến ngày thứ hai, bà giúp tôi tìm được hai mối buôn lớn mà từ đó tôi có được 16% lãi suất mỗi năm. Thế nên tôi mất đi một ngày để đọc quyển sách có liên quan. Thế nên tôi mất đã mất một ngày để đọc sách có liên quan, mất một ngày để hành động, một giờ để ăn trưa và một ngày để tìm việc. Hai mối là một nói trên. Tham gia lớp nào tập huấn và mua các băng ghi âm có liên quan. Tôi tìm đến một lớp tập huấn mà mình cảm thấy thích các mục quảng cáo trên báo chí. Có rất nhiều lớp học miễn phí hoặc chỉ thu hút chút chút phí. Tôi cũng tham gia vào một số lớp nghiên cứu thảo luận với học phí cao, vì rằng các lớp thảo luận những vấn đề tôi đang rất cần biết. Chính vì tôi tham gia vào lớp học loại này mà trở nên khấm khá được mà không phải quá vất vả. Tôi có một số bạn bè tôi không tham gia vào lớp học loại này, nói rằng tôi hoang phí và họ là cái làm mãi với công việc cũ của mình, đưa ra quá nhiều đánh giá. Nếu tôi cần một ngôi nhà, căn nhà, tôi sẽ chọn xem nhiều căn nhà và đưa ra một cái giá trung bình. Nếu như bạn không biết chính xác giá là bao nhiêu, thực ra tôi cũng không biết là bao nhiêu cả, sẽ do cơ quan môi giới nhà đất đánh giá. Có một cô bạn muốn tôi nói về nó nó muốn tôi nói cho biết cách mua một căn hộ chung cư vào một ngày thứ bảy
Tôi cùng cô ấy và một người môi giới đi xem 6 căn hệ căn hộ chung cư, trong đó có 4 căn không được tốt lắm, còn lại 2 căn tương đối tốt. Tôi đề nghị cả 6 căn đều đưa ra giá. Giá này chỉ bằng một nửa giá của người bán. Cô ấy và nhà môi giới rất kinh ngạc. Cho rằng làm như vậy là thua lỗ, sợ xúc phạm người bán, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một cái cớ chứng tỏ người môi giới không muốn làm không công cho người khác mà thôi. Phần lớn người bán đều muốn bán giá cao, rất ít người lại đưa ra giá bán thấp hơn giá thực tế, bởi vì phần lớn người bán đều muốn bán giá cao. Câu chuyện trên mục đích muốn nói là cần báo nhiều giá. Nếu chưa một lần làm người bán, bạn không thể hội được cái cảm nhận của người bán. Tôi có một căn hộ muốn bán, căn hộ bán sau một tháng ra bán thì thao bán là bán được. Lúc đấy tôi vui vẻ chấp nhận trả mọi giá, cho dù đó giá thấp đến đâu, cho dù mọi người đưa ra rất thấp, tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ. Bản thân có việc đưa giá cũng không quan trọng. Bản thân tôi việc đưa ra giá không quan trọng, điều quan trọng là có người trả giá, chứng tỏ là có người quan tâm. Hãy nhớ rằng buôn bán là một trò chơi, không những thế mà còn rất thú vị. Giá đưa ra thì có người nói đồng ý. Tôi thường dùng cách tránh đưa ra nhiều điều kiện để báo giá. Như trong các thỏa thuận giao dịch bất nhà đất, tôi thường ghi hy vọng nhận được sự đồng ý của bạn hàng. Tôi không ghi rõ bạn hàng là ai. Phần lớn mọi người đều không biết được bạn hàng là chính con mèo của tôi. Nếu như họ chấp nhận báo giá của tôi, báo mà tôi muốn, tôi liền gọi điện thoại cho chú mèo nhỏ ở nhà. Nếu như họ chấp nhận báo giá của tôi vẫn giả vờ từ chối. Tôi thường dùng cách tránh đưa ra nhiều điều kiện để báo giá. Như trong các thỏa thuận giao dịch nhà đất, tôi thường ghi hy vọng nhận được sự đồng ý của bạn hàng. Tôi không ghi rõ bạn hàng nên là ai. Phần lớn mọi người đều không biết được bạn hàng đó chính là con mèo nhỏ, cậu chú mèo con của tôi. Nếu như họ chấp nhận báo giá của tôi mà tôi muốn từ chối, tôi liền gọi điện thoại cho chú mèo nhỏ ở nhà. Tôi kể một câu chuyện hoang đường này ra để làm rõ một điều: tìm kiếm một mối quan tốt, một xí nghiệp tốt, một người thích hợp, một nhà đầu tư thích hợp hoặc một gì đó như vậy chính là một sự hẹn gặp. Bạn phải tới thị trường của nó, giao tiếp với nhiều người, làm nhiều báo giá, trả giá đàm phán, từ chối hoặc đồng ý. Tôi biết có người chấp nhận ngồi nhà chờ điện thoại chứ không đi, trừ khi bạn có một thế lực đặc biệt. Còn tốt nhất thì bạn tìm ra thị trường, cho dù nơi ấy chỉ là một siêu thị. Tôi biết có người chấp nhận ngồi nhà chờ điện thoại chứ không đi, trừ khi bạn có một thế lực đặc biệt. Còn tốt nhất bạn hãy tìm ra thị trường, cho dù nơi ấy chỉ là một siêu thị. Từ tìm kiếm báo giá, từ chối đàm phán, nên chấp nhận
ký kết tất cả toàn bộ quá trình xảy ra trong cuộc sống của con người. Mỗi sáng tôi đi bách bộ, chạy chậm hoặc lái xe khoảng 10 phút ở một khu vực nào đó, tôi có thể phát hiện được một số cơ hội đầu tư tốt. Một năm tôi thường chạy bộ ở những khu vực bên cạnh quan sát những thay đổi ở đây. Một dịp giao dịch muốn có được lợi nhuận phải hội tụ đủ hai điều kiện sau: một là giá xe là giá phải rẻ, hai là ở đó phải có sự thay đổi. Một là giá phải rẻ, hai là ở đó phải có thay đổi. Trên thị trường có rất nhiều cuộc giao dịch giá rẻ, nhưng chỉ có thay đổi mới biến giá giao dịch rẻ ấy thành cơ hội kiếm được lợi nhuận. Vì vậy khi chạy bộ tôi thường chạy chậm ở những nơi có khả năng đầu tư. Qua nhiều lần quan sát tôi mới để ý có thể chú ý đến những số thay đổi nhỏ. Tôi chú ý đến những biển treo rao bán ở nhà đã rất lâu, tức là chủ nhà đã bán sốt ruột muốn bán được. Quan sát các xe tải ra vào nhiều lần tôi dừng tìm tôi chú ý đến những lâu qua quan sát các xe tải ra vào nhiều lần tôi dừng lại tìm cách tiếp xúc giao tiếp với những lái xe này. Tôi còn nói chuyện với các lái xe đưa hàng của bưu điện. Từ họ bạn có thể có được những thông tin có liên quan đến một khu vực nào đó chi tiết đến mức bạn phải ngạc nhiên. Tôi tìm được một khu vực rất kém, mọi người đều né tránh. Một trong một năm tôi thường xuyên lái xe đến khu vực này quan sát để tìm ra dấu hiệu thay đổi theo chiều hướng tốt. Tôi đàm đạo với chủ nhà, với chủ một cửa hàng bán lẻ để làm rõ lý do tại sao họ, đặc biệt là những hộ mới hoặc mới ở đây. Làm như vậy mỗi tháng tôi mất ít thời gian, đồng thời còn làm được những việc khác nữa, là sức khỏe, đi ăn, xem cửa hàng chẳng hạn. Trong năm trở lại khu vực này tôi quan sát để tìm hiểu dấu hiệu thay đổi theo chiều hướng tốt. Tôi đàm đạo với các chủ cửa hàng bán lẻ để làm rõ lý do tại sao họ, đặc biệt là những cơ hội mới ở đây. Là như vậy mỗi tháng tôi có ít thời gian, đồng thời mất rất ít thời gian, đồng thời lại còn làm được những việc khác nữa, như này là sức khỏe hoặc đi xem cửa hàng chẳng hạn. Về cổ phiếu, tôi thích phương pháp chọn những cổ phiếu có khả năng tăng giá trị được giới thiệu trong cuốn sách Betting the Street của tác giả Peter Lynch. Tôi phát hiện cách tìm khả năng tăng giá trị của mọi người. Mọi thứ đều giống nhau, bất kể bạn đầu tư trên lĩnh vực nào, nhà đất, cổ phiếu và vốn chung, công ty mới, nhà mới hay là một cửa hàng bán máy giặt giá rẻ. Cách thức đều giống nhau, bạn cần phải tìm kiếm cái gì rồi sau đó hãy tìm nó. Tại sao người tiêu dùng nước nghèo? Mỗi một khi trong xây dựng bán hàng giá, ví dụ như các đồ vệ sinh giảm giá, người tiêu dùng liền đổ xô đi siêu thị, còn trên thị trường cổ phiếu xuất hiện bán giảm giá. Cũng chính là mọi người còn nói cổ phiếu giảm giá hoặc là điều chỉnh giá cổ phiếu xuống thì mọi người nên nhảy ra ngoài. Khi siêu thị tăng giá hàng thì mọi người người sang siêu thị khác mua, còn ngược lại khi thị trường cổ phiếu tăng thì mọi người đổ xô đi mua tới. Chú ý những nơi thích hợp. Một người hàng xóm đã bỏ năm 100.000 đô mua một tài sản của cộng đồng, bỏ ra 50.000 đô để mua một tài sản tương tự ở gần đó. Anh ta nói với tôi là anh ta đang đợi nó lên. Tôi nói với anh ta lần nãy của anh có đã được xác định ngay từ khi bỏ tiền ra mua, chứ không phải được xác định khi bán. Anh ta mua nó nhờ một người trung gian, mà tài sản nó chưa phải là bất động sản thuộc về người ấy. Có tôi mua bất động sản mà cơ quan thanh lý tài sản của một ngân hàng, tôi bỏ ra 500 đô theo một lớp học này dạy tôi phải tiến hành loại giao dịch như thế nào. Bỏ một người hàng xóm của tôi lại phải bỏ ra 500 đô để học cách đầu tư bất động sản thì quá đắt. Nên lại cho rằng sao quá đắt, anh ta nói mình không chịu nổi, lại cũng không có thời gian, vì thế anh ta chỉ trông mong giá lên. Tôi đi tìm một người mua trước, sau đó mới đi tìm người bán. Có một người bạn muốn mua một miếng đất, anh ta có tiền nhưng không có thời gian đi tìm. Tôi phát hiện ra một miếng đất được cần
cần bán diện tích rộng hơn yêu cầu của anh ta. Của anh bạn tôi hỏi anh ấy rằng có lấy không, anh ta nói chỉ lấy một mảnh đất thôi. Thế là tôi cắt mặt đất ra một mảnh, còn bỏ tiền ra giữ lại phần đất còn lại coi như là phần lãi rồi tính bằng đất. Câu chuyện là chính là mua một chiếc bánh được cắt nhỏ ra thành miếng nhỏ. Phần lớn người ta chỉ tìm những thứ vừa túi tiền của mình, như vậy họ chỉ nhìn thấy những thứ tương đối nhỏ bé, họ chỉ mua một miếng nhỏ chỉ mình cắt ta. Chính vì vậy phải chịu đắt chỉ nhìn vào buôn bán nhỏ này mà không thể có lãi lớn, không thể có được sự đột phá. Nếu bạn muốn giàu có, trước hết bạn phải nghĩ đến buôn bán lớn. Một người bán lẻ thường thích giảm giá cho người mua nhiều, vì phần lớn thương nhân thích người mua số lượng lớn. Vì vậy cho dù quy mô đầu tư của bạn nhỏ thì bạn cũng nên nghĩ đến việc buôn bán lớn. Dù quy mô đầu tư bạn nhỏ, khi một công ty tôi định mua máy tính, tôi liền thông báo cho người bạn nếu họ chuẩn bị mua thì chúng ta cùng mua. Sau đó chúng tôi đi nhiều nơi để tìm nhiều để lựa chọn nhiều cửa hàng, vì chúng tôi mua số lượng là máy tính lớn. Như vậy có thể cho rằng chọn được giá thích hợp nhất, tôi có thể mua cổ phiếu bằng phương thức này. Những người nhà đầu tư quy mô nhỏ thường chỉ làm nhỏ vì họ chỉ nghĩ đến số lượng không đáng kể, hoặc họ làm là một cách đơn độc, hoặc thông cảm, hoặc không làm. Ôn cố nhĩ chi tân. Tất cả các công ty lớn tham gia thị trường chứng khoán lúc đầu tư đều là công ty nhỏ, san phải hơn 60 năm, 20 tuổi. Sau khi mất hết tài sản thì mới giàu có. Bill Gates chưa đầy 30 tuổi đã trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới. Đây đều những mà đều đã có học tập. Người hành động luôn chiến thắng những người không hành động. Những điều nói ở trên là một phần nhỏ trong việc mà tôi đã làm, tôi sẽ tiếp tục làm nữa. Đời nó chẳng quan trọng nhất là đã làm và tiếp tục làm, nhất là đã làm. Trong cuốn sách này tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, trước khi nhận sự đền đáp bạn nhất thiết phải hành động. Thế thì ngay bây giờ hãy hành động đi. Phần bổ sung, phần ghi thêm chi phí 7.000 đô nuôi con học đại học. Trước khi hoàn thành tác phẩm để đưa đi in, tôi muốn chia sẻ một suy nghĩ cuối cùng của mình với bạn đọc. Nguyên nhân chủ yếu thôi thúc tôi viết cuốn sách này là cùng với độc giả, là bởi vì là với độc giả chia sẻ những lĩnh vực lĩnh hội mà tôi lĩnh hội được từ kinh doanh, lĩnh hội được từ kinh doanh. Đối với tôi, nâng cao được khả năng kinh doanh có thể giải quyết được một số vấn đề cơ bản trong cuộc sống. Nếu như không có kiến thức về kinh doanh thì chúng ta thường phải chấp nhận một cuộc sống theo khuôn khổ nào đó, ví dụ là phải tiết kiệm vay mượn để chi phí cho rất nhiều loại tiền má và nợ nần. Vấn đề đến hôm nay, chúng ta cần phải có một cuộc sống năng động hơn. Đối với việc rất nhiều gia đình trẻ hiện nay đối mặt với vấn đề lớn tài chính hiện nay, tôi muốn đưa ra một ví dụ cuối cùng để chứng minh vấn đề này. Bạn làm thế nào để trả cho các chi phí con cái có điều kiện học hành tốt hơn, hành tốt vào bản thân sau khi về hưu có được cuộc sống dễ dàng thoải mái hơn? Lấy ví dụ này để giải thích sử dụng khả năng kinh doanh thế nào để đạt được những yêu cầu đặt ra mà không cần phải làm nụ quá vất vả. Tôi có một người bạn học tỏ ra rất lo lắng vì gặp nhiều khó khăn khi tôi phải nuôi bốn người con khi phải nuôi bốn người con học đại học. Một tháng anh bỏ ra hơn 300 để đầu tư vào việc làm dành dụm lấy 12.000 đô, nhưng để nuôi bốn người con học đã hết anh hết phải 400.000 đô mới đủ. Anh ấy mất 20 năm thì mới dành đủ số tiền này, vì một đứa lớn nhất anh đã 6 tuổi rồi. Năm mấy là năm 1991, thị trường nhà đất ở thành phố Phượng Hoàng tiêu điều.
mọi người đua nhau bán nhà đất. Tôi đề nghị với anh bạn tôi lấy một phần tiền trong số tiền đầu tư quỹ cộng đồng để mua căn nhà. Đề nghị này đã làm anh thay đổi. Thế là chúng tôi bắt đầu thảo luận tính khả thi của phương án. Điều làm cho anh lo lắng là ngân hàng không cho vay tiền để mua một căn nhà, vì sợ anh đầu tư quá nhiều tiền vào lĩnh vực khó thu hồi. Tôi đã bảo đảm với anh rằng ngoài ngân hàng còn có rất nhiều cách khác để vay tiền. Chúng tôi mất 2 tuần để tìm được một căn nhà phù hợp với mọi yêu cầu của chúng tôi, vì rằng có rất nhiều nhà để lựa chọn, cho nên việc mua bán rất thích. Cuối cùng chúng tôi tìm được một căn nhà ở khu ngay cạnh chúng tôi, gồm 3 phòng 2 sảnh. Chủ nhà muốn giảm giá để sớm bán được, vì ông ta cùng gia đình phải chuyển đến California, ở nơi có một công việc đang chờ ông ấy. Chủ nhà đòi giá 102.000 đô, nhưng chúng tôi trả 72.000 đô, ông ta đồng ý ngay. Căn nhà được giao dịch trên cơ sở cái gọi là nợ tiền không hạn chế. Như vậy có nghĩa là thậm chí một người vô gia cư không nghề nghiệp, không cần ngân hàng cũng có thể mua được. Chủ nhà có nợ 72.000 đô, vì vậy anh bạn học của tôi chỉ cần trả 7.000 đô. Đó chính là số tiền chênh lệch giữa tiền nhà và tiền chủ nợ nhà, và tiền nhà và chủ nhà nợ. Đợi chủ nhà chuyển là anh bạn tôi liền cho thuê nhà, trừ đi mọi chi phí, mỗi tháng còn được 125 đô. Kế hoạch của anh ấy là giữ ngôi nhà 12 năm và mỗi tháng dùng 125 đô trên nhà. Thế chấp chúng tôi dự tính trong vòng 12 năm cơ bản là trả hết nợ tiền ngân hàng, tiền trên. Khi đứa con đầu của anh ấy học đại học, anh ấy mỗi tháng có được 800 đô nếu như giá cả hợp lý. Tới lúc đó anh ta có thể bán đi và thu hồi một khoản tiền khá khá. Năm 1994, thị trường nhà đất ở thành phố Phượng Hoàng tốt lên, người khách thuê nhà sau một thời gian ở đây vô cùng thích ngôi nhà, thế là mua luôn ngôi nhà và trả giá 156.000 đô. Bạn tôi hỏi ý kiến tôi chủ trương bán ngôi nhà bằng phương thức thích hợp nhất. Thế là bỗng nhiên anh ta có được khoảng 80.000 đô tiền vốn, có được khoảng 80.000 đô tiền vốn sử dụng. Tôi gọi điện thoại cho một người bạn ở Austin bang Texas, nói với cô ấy nhanh chóng chuyển số tiền miễn thuế của bạn học tôi vào công ty hữu hạn có kho hàng làm chung với bạn bè của cô. Như vậy anh bạn học của tôi sau 3 tháng đã có được thu nhập từ đầu tư gần 1.000 đô cho mỗi tháng. Anh ấy lại đầu tư khoản tiền này vào quỹ của trường đại học, hiện nay vốn tiền này sinh sôi càng nhanh hơn. Năm 1996, kho hàng được bận đi, anh ấy đã có thêm được 330.000 đô tiền lời. Khoản tiền này anh ấy đầu tư lại vào một hạng mục khác, nó đem lại khoản thu nhập 3.000 đô mỗi tháng cho anh. Đến bây giờ hoàn toàn tự tin về khả năng làm ra số tiền 40.000 đô chi phí cho con học đại học, mà bước đầu anh chỉ có 7.000 đô đầu tư và có một chút kiến thức kinh doanh. Anh ấy chi phí đủ cho con hành học hành một cách nhẹ nhàng, còn có vốn liếng đưa vào công ty của mình để giúp cho anh ấy những tháng ngày nghỉ hưu sau này. Do có được chiến lược đầu tư thành công, anh ấy đã có thể nghỉ hưu sớm và đi làm một số việc mà anh ấy định làm. Cảm ơn bạn đã đọc cuốn sách này, tôi hy vọng nó có được góc nhìn có lợi nhất đối với việc lợi dụng sức mạnh của đồng tiền để phục vụ công việc cho bạn. Ngày nay, cho dù chỉ vì mục đích sinh tồn thì chúng ta cũng cần phải nâng cao kiến thức kinh doanh cho mình. Suy cho cùng rằng chỉ làm việc mới làm ra đồng tiền là suy nghĩ của những người không hiểu kỹ về tài vụ. Điều này không có nghĩa là họ không thông minh, mà chỉ là họ chưa học đến những kiến thức kiếm tiền mà thôi. Tiền bạc là một loại tư tưởng. Nếu như bạn muốn có nhiều tiền hơn thì chỉ cần thay đổi tư tưởng của bạn. Bất kỳ một người nào lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng cũng đều được chỉ đạo bằng một loại tư tưởng: hãy bắt đầu từ buôn bán nhỏ và làm to dần lên. Đầu tiên là chỉ cần đầu tư một chút tiền, cuối cùng làm lớn.
Tôi gặp không ít người họ đã dành thời gian cả cuộc đời để tìm mối làm ăn lớn hoặc là dành dụm một khoản tiền lớn để buôn bán lớn. Nhưng đối với tôi mà nói thì đây là một cách làm cực kỳ ngông nghếch. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người đầu tư không đủ khả năng, không đủ năng lực đã đầu tư một lượng tiền lớn vào một cuộc giao dịch và để rồi mất thất thoát một số tiền lớn bỏ ra. Họ có thể là những viên chức tốt nhưng không phải là nhà đầu tư giỏi, có giáo dục, có tri thức, nhưng vấn đề liên quan đến tiền bạc là vô cùng quan trọng. Hãy sớm hành động, mua một quyển sách hay, tham gia một số hội thảo bổ ích, sau đó thực tiễn kinh doanh từ vốn tiền nhỏ và làm lớn dần lên. Trong vòng chưa đầy 6 năm, tôi đã biến 5.000 đô thành 1 triệu đô tài sản và đẻ ra 5.000 đô tiền mặt. Từ 6 năm tôi biến 5.000 đô thành 1 triệu đô, 5.000 đô tiền mặt. Nhưng tôi vẫn tiếp tục học tập như một đứa trẻ vậy. Tôi cổ vũ bạn học tập vì điều này không khó. Sự thực chỉ cần bạn vào được quỹ đạo thì mọi việc đều rất là dễ dàng. Tôi nghĩ rằng tôi đã nói rõ được những suy nghĩ của mình. Tiếp sau này, lúc cái đầu của bạn quyết định rơi vào tay bạn làm gì, tiền bạc là một loại tư tưởng, một cuốn sách hay suy nghĩ làm gì. Có một cuốn sách hay là suy nghĩ làm giàu chứ không phải nỗ lực làm việc để giàu. Hãy để đồng tiền làm việc cần cù vì bạn, bạn sẽ có một cuộc sống dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn. Hãy hành động. Thượng đế ban cho chúng ta hai món quà lớn, đó là tư tưởng và thời gian. Đã đến lúc bạn sử dụng hai món quà này để đi làm những việc mà bạn muốn, cùng với sự những đồng đô la đang lọt vào tay bạn. Bạn chỉ có bạn mới có quyền quyết định tiền đồ của mình mà thôi. Nếu tiêu tiền đi một cách ngu xuẩn, tức là bạn đã lựa chọn cùng với những đồng đô la đang lọt vào tay bạn. Bạn chỉ có bạn mới có quyền quyết định tiền đồ của mình. Nếu tiêu nó đi một cách ngu xuẩn, tức là bạn đã lựa chọn sự bần cùng. Tiêu tiền cho nguồn vốn các dự án, bạn sẽ đứng vào bậc trung. Nếu đầu tư và bộ não học về học các kinh tiền thì sự giàu có sẽ càng trở thành mục tiêu tương lai của bạn. Sự lựa chọn là do bạn quyết định. Mỗi ngày đối diện với mỗi đồng đô la, bạn đều phải có sự lựa chọn để trở thành người giàu có hoặc người nghèo hoặc người bậc trung. Chọn việc chia sẻ những tri thức này đối với con cái của bạn chính là bạn chọn việc chuẩn bị cho con cái thích nghi với thế giới ngày mai. Cần biết rằng không ai có thể thích hợp hơn bạn trong việc mở mang đầu óc kinh doanh của con bạn. Tương lai của bạn và con bạn nhờ vào sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay chứ không phải là ngày hôm sau. Chúng tôi thành thực mong bạn có thể sử dụng món quà vĩ đại của Thượng Đế ban cho để có được sự giàu có và sống hạnh phúc hơn. Tương lai của bạn và con bạn là nhờ vào sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay chứ không phải ngày hôm sau. Để đảo qua về 9 bài học. Một tôi cần một thực đó là sức mạnh tinh thần.
Đó là sơ qua về kiến thức tài chính cơ bản, cha giàu cha nghèo.